Kính thưa quý vị, sáng nay Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Nhiều ý kiến của các đại biểu liên quan đến công tác ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Các đại biểu đều cho rằng cần phải cân nhắc về vấn đề quyền con người, bí mật cá nhân, sự tôn nghiêm của phiên tòa trong công tác đưa tin. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt, giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết có hai phương án về ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Phương án 1 là việc ghi âm lời nói, hình ảnh của hội đồng xét xử tại phiên tòa, phiên họp phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa và chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định. Phương án 2 là thực hiện theo quy định của luật tố tụng và pháp luật có liên quan. Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng việc quy định cụ thể như phương án 1 là hợp lý. Như chúng ta đã thấy, thời gian qua có rất nhiều cái video trào lưu cắt phép, trào lưu cắt ghép, rồi đăng lại các đoạn nội dung, ý câu view, câu like, thậm chí lồng ghép các bình luận tiêu cực, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của người tham gia phiên tòa, cũng như tạo một số dư luận xấu, không phản ánh đúng đầy đủ toàn bộ quá trình giải quyết vụ án. Quy định này đã đảm bảo tính tôn nghiêm của cái phiên tòa, và cái nhiệm vụ cuối cùng đặt ra là phải giải quyết đúng tốt vụ án, nên cần thiết là phải hạn chế các yếu tố không cần thiết tạo điều kiện cho hội đồng xét xử điều hành phiên tòa là một cách tốt nhất. Việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa phải được tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật và bảo đảm quyền con người, quyền công dân của bị cáo, đương sự. Hai là không được làm ảnh hưởng đến hoạt động xét xử, phải bảo đảm để hội đồng xét xử toàn tâm toàn ý cho công việc xét xử. Để quán triệt đầy đủ hai yêu cầu nêu trên, tôi đề nghị không chỉ đối với hoạt động ghi hình như thể hiện trong dự thảo, mà đề nghị bổ sung cụm từ ghi âm vào đoạn cuối khoản 3. Liên quan đến vấn đề tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa, các ý kiến nêu ra rằng quy định tại dự thảo luật cần phải cởi mở hơn. Cần có sự phân biệt đối tượng được phép ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Theo tôi nên quy định cởi mở hơn việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa đối với nhóm đối tượng là phóng viên, báo chí, truyền hình. Bởi họ là những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, lại bị ràng buộc bởi công việc, nên việc thông tin chắc chắn sẽ có sự chuyên nghiệp và tính khách quan hơn. Đây cũng chính là ý kiến kiến nghị của nhiều cử tri là phóng viên, kỹ thuật viên truyền hình, báo chí mà tôi đã nhận được. Đối với những trường hợp mà phóng viên muốn ghi âm, ghi hình, cái đối tượng đó là bị cáo, bị can nguyên đơn mà người ta đồng ý thì cũng nên cho. Còn đối với thẩm phán, đối với hội đồng xét xử thì không được. Nếu mà muốn ghi âm, ghi hình thì là đối với những đối tượng này thì người ta đồng ý thì mới được. Còn những cái đối tượng kia người ta đồng ý mà mình không cho ghi âm, ghi hình thì tôi nghĩ rằng vậy là gọi là bảo vệ quyền tự do dân chủ của mỗi người, đâu phải bảo vệ đâu. Tôi đồng ý tôi cho ghi âm, ghi hình tôi mà. Đó, thì đấy là một cái điểm mà tôi đề nghị nên có xem xét. Và đặc biệt đối với báo chí là phải ghi âm, ghi hình phải đúng, rõ, cụ thể và chịu trách nhiệm về cái băng ghi âm, ghi hình của mình, và được phải được muốn đăng tải thì phải được cái sự đồng thuận của tổng biên tập. Sau khi tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi có 9 chương 153 điều, dự kiến sáng ngày 24 tháng 6 năm 2024, Quốc hội biểu quyết thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi.